Xin chào bà con, mình tên là Lê Trung Thực, mình là một chuyên gia môi sinh. Mình đã có hơn 15 năm sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý các cái môi trường nuôi tôm cá cho quý bà con. Thì hôm nay Trung Thực xin chia sẻ là quý bà con là đậu kiềm, rồi cũng như là kiềm nó ảnh hưởng đến như thế nào trong cái quá trình chúng ta nuôi tôm cá. Như vậy thì chúng ta thấy là về trong hóa học á, kiềm á, thì chúng ta thấy là các môi trường là ví dụ như chúng ta đo pH 7 chấm thì đó là trung tính, mà dưới 7 chấm thì các môi trường axit, và trên 7 chấm đó là môi trường 3 giờ. Như vậy kiềm là giống như là các môi trường 3 giờ. Thì cái gì mà nó tạo ra để phát triển tăng kiềm lên là chúng ta thấy là đó là kiềm. Ví dụ như là OH trừ, rồi cũng như HCO3 trừ hay là CO3 2 trừ, vân vân. Như vậy thì cái gì mà nó làm tăng pH á, thì cái đó là gọi là kiềm. Như vậy trong cái định nghĩa bên thủy sản á, thì cái độ kiềm á, thì người ta tính toán, người ta quy ra là cái việc mà đo cái hàm lượng miligam CaCO3 hay là đo số lượng là miligam của cái việc là CO3 2 trừ nó điện ly ra, thì đó là cái định nghĩa độ kiềm. Như vậy thì cái độ kiềm đó nó ảnh hưởng như thế nào, thì nó cũng là một cái hệ điểm trong cái môi trường của chúng ta. Nếu như mà chúng ta thấy cái kiềm nó thấp á, thì cái việc cái hàm lượng khoáng cũng như cái hàm lượng là canxi hoặc là cái hàm lượng CaCO3 2 trừ trong đó nó thấp, thì HCO3 trừ nó vân vân, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của tôm, hoặc là tôm lột không được, hoặc là cái pH nó biến động rất là cao. Nếu mà cái nước của chúng ta có kiềm thấp thì pH nó dao động rất là lớn. Đó, cái việc mà kiểm soát pH nó làm cho các cái môi trường biến động nó lớn. Và chính những cái pH nó dao động lớn và kiềm nó thấp như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tảo, có thể là nước trong hoặc là các cái quá trình tảo nó không quá chuyển ứng được tốt, và con tôm tỷ lệ đạt nó không cao, và cũng như là nó ảnh hưởng và cũng như là nó bị cong thân, co cơ, vân vân. Thì đó là cái việc mà cái kiềm nó làm ảnh hưởng đến cái việc pH, cũng như nó làm ảnh hưởng đến tôm của chúng ta, thì nó làm ảnh hưởng đến tảo nữa. Như vậy thì để mà kiềm là bao nhiêu tốt cho tôm cá phát triển, đó là chúng ta thấy là khuyến cáo từ 120 đến 200 mg trên lít, đó là kiềm đảm bảo cho tôm cá phát triển tốt và các cái môi trường của chúng ta nó rất ổn định. Việc gây màu cũng dễ, việc tôm nó lột cũng tốt và nó ổn định môi trường rất là nhiều. Đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, cái độ kiềm nó ảnh hưởng đến cái việc phát triển của tôm cũng như gây tôm stress vân vân. Đó thì chúng ta cần phải nâng kiềm và ổn định kiềm. Như vậy thì để làm sao nâng kiềm? Trong nuôi tôm thì chúng ta cần phải có cái pH từ 7 chấm đến 7.5, kiềm thì phải 120. Như vậy thì để làm sao được như vậy, pH chuẩn và kiềm nó chuẩn. Như vậy thì nếu như để ổn định kiềm cái môi trường nuôi trong cái tôm công nghiệp á, thì đối với ao đất á, thì chúng ta phải sử dụng cái lượng CaO khoảng 800 đến 1 tấn trên 1.000 mét vuông. Chúng ta rải trực tiếp xuống dưới ao, và chúng ta nâng nước lên 2 tấc và chúng ta ngâm cho 3 ngày để sát khuẩn, và kể cả chúng ta nâng nước cao lên và chúng ta nuôi. Đó là cái mà chúng ta nâng kiềm và ổn định kiềm. Khi mà chúng ta nâng nước lên rồi chúng ta sử dụng ZAM và chúng ta sẽ làm giảm pH nó bằng cách nào? Chúng ta chạy quạt và chúng ta nhân sinh khối vi sinh và chúng ta tạt mỗi đêm để chúng ta giảm pH lại, và khi đó cái môi trường nó rất là ổn định, kiềm cao lúc nào cũng trên 150 và pH lúc nào cũng 7.5. Đó là cách đối với cái ao đất. Còn nếu như đối với cái ao mà chúng ta nuôi quảng canh cải tiến hoặc là nuôi tự nhiên đó, thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 3 đến 400 kg trên một công, tức là 1 hecta là chúng ta sử dụng khoảng 3 tấn đó, để chúng ta rải đều các cái mặt đầm vuông của chúng ta, và đặc biệt là các cái kinh sâu đó chúng ta phải gãi cho nó ổn định, và chúng ta phải xin vét cái đáy kinh của chúng ta cho nó sạch hết cái bùn để mà chúng ta làm ổn định các cái môi trường và cũng như sát khuẩn luôn các cái mầm bệnh nó trong cái ao quảng canh. Rồi đối với cái ao mà chúng ta nuôi công nghệ cao thì ta làm tăng kiềm nó bằng cách nào? Thì đối với ao công nghệ cao thì chúng ta phải sử dụng cái CaO ở ngoài cái ao lắng và cái ao sẵn sàng của chúng ta để chúng ta gãi, đặc biệt nhất cái ao sẵn sàng đó, chúng ta phải cũng đánh cái liều lượng như vậy, và ao lắng cũng vậy, để chúng ta nâng kiềm từ cái ngoài đó nếu như chúng ta thấy kiềm nó thấp.
chúng ta nâng kiềm từ cái ao sẵn sàng và chúng ta giảm pH thì chúng ta cũng tạt cái vi sinh sinh khối đó, chúng ta tạt buổi tối và chúng ta cũng đặt quạt, quạt càng nhiều càng tốt với cái ao sẵn sàng này. Chúng ta xử lý ngoài ao sẵn sàng để chúng ta cấp vào nước chúng ta nuôi. Và khi mà cái CaO nó còn một số cái thành phần không tan nó nằm dưới đáy đó thì nó gặp cái vi sinh vào phân hủy từ từ đó, thì nó sẽ ổn định cái môi trường của chúng ta rất là nhiều và nó là cái hệ điểm rất là tốt để cái kiềm của chúng ta nó cao. Đó là cách mà chúng ta nâng kiềm, ổn định kiềm và pH, kiểm soát cái pH trong cái ao công nghệ cao thì chúng ta cần phải làm trên cái ao sẵn sàng của chúng ta hoặc là từ cái ao lắng, vân vân. Đó là cách tốt nhất để chúng ta làm ổn định kiềm và về pH chúng ta 7.5 hoặc là 7.8. Đó là cái quá trình nuôi để chúng ta được tôm nó được khỏe mạnh hoặc là thả tỷ lệ đạt cao, cũng như là cái việc dao động tảo nó ít hoặc là biến động các cái môi trường ít khi chúng ta cấp vào cái ao sẵn sàng, cấp vào cái ao nuôi hoặc là chúng ta nuôi trong quá trình nuôi thì pH cũng rất ổn định và kiềm cũng rất ổn định. Chúng ta đánh cái lượng vôi đó, chúng tôi đã nghiên cứu và làm rất là nhiều trên những cái ao chúng tôi đang làm và hiện tại chúng tôi đang làm rất là tốt đối với cái khâu này. Mọi cái thông tin liên hệ thì gọi số hotline công ty để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn các bà con.